Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 15. Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi gồm 8 chương, 156 điều. Các nội dung được sửa đổi bổ sung và quy định mới bao gồm: đối tượng áp dụng mở rộng so với luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, sửa đổi bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan, nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tập quán quốc tế và các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia, bổ sung thêm mục về đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận và giải quyết tranh chấp. Tại phiên làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo luật, đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng như cơ quan soạn thảo cần tìm hiểu các khó khăn, rào cản từ thực tế để có các quy định phù hợp với bảo hiểm vi mô, cân nhắc lại quy định bằng chứng khi có tranh chấp, điều chỉnh hình thức bồi thường, việc hạn chế tổn thất và gian lận bảo hiểm cần quy định rõ ràng và cụ thể hơn. Bộ Tài chính chỉ nên ban hành chính sách quy định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, tổ chức thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động. Còn đối với việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề nên giao cho tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị có đủ chức năng quản lý. Bên mua, bên bán, bên thụ hưởng cần được định nghĩa rõ ràng, quy định chặt chẽ, trách nhiệm từng bên. Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm giải thích rõ khi thương thảo ký hợp đồng bảo hiểm. Trên cơ sở đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến, chỉ đạo bộ phận soạn thảo dự án luật tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự án luật chính Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thành viên đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021. 10 tháng năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh ước đạt hơn 2.860 tỷ đồng. Đã cấp chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 285 doanh nghiệp, thành lập mới 76 hợp tác xã, 1.100 tổ hợp tác. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 17.600 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 16.000 tỷ đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị và bảo vệ môi trường sinh thái. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. 10 tháng qua, Yên Bái cũng đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cùng chung sức đồng lòng bảo vệ vững chắc thành quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, các ngành thành viên đã phân tích chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội như do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thực hiện còn chậm so với kế hoạch, một số nguồn thu ngân sách chưa đạt so với kịch bản thu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có việc chưa đảm bảo tiến độ, có nội dung chất lượng còn hạn chế. Những thông tin tiếp theo của hội nghị chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng ngày 29 tháng 10, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, chủ trì cuộc họp ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký và một số sở ngành đơn vị có liên quan để triển khai các nội dung chuẩn bị cho hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh, dự kiến để tổ chức vào tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái. Tính đến hết tháng 8, 12 trên 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã hoàn thành tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở và cấp huyện. Ban tổ chức đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho đảng bộ tham gia hội thi cấp tỉnh, trong đó có 6 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Các thí sinh sẽ tuyên truyền nội dung về nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy chế hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, phân công nhiệm vụ thành viên ban tổ chức hội thi. Để hội thi được tổ chức đảm bảo thiết thực hiệu quả cao nhất,
Các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo đã đóng góp ý kiến vào một số nội dung trong quy chế thi liên quan đến công tác tuyên truyền để tạo sức lan tỏa sâu rộng cho hội thi. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 khẳng định: đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kết quả hoạt động, nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên ở cơ sở nói riêng, cổ vũ động viên hoạt động của lực lượng báo cáo viên các cấp nói chung. Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị bộ phận tham mưu tiếp thu các ý kiến đóng góp, tham mưu cho ban tổ chức hội thi các nội dung có liên quan, chú trọng công tác tuyên truyền hậu cần trong thời gian diễn ra hội thi, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 để hội thi diễn ra trang trọng, nghiêm túc và thành công. Ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Trong tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn chỉ đạo bà con nông dân tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và các cây màu, thực hiện các giải pháp để phòng chống các dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn huyện đạt 1.880 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.780 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 205 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân được cải thiện, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo được thực hiện đảm bảo tiến độ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những tháng cuối năm, huyện Lục Yên tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nguồn vốn xây dựng cơ bản đảm bảo chỉ tiêu giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, thực hiện tốt chế độ chính sách cho các gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Hiện toàn tỉnh có trên 56.500 ha quế ở 6 huyện thị thành phố với bình quân mỗi năm thu trên 900 tỷ đồng. Cây quế đã và đang là cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu của người dân ở nhiều địa phương. Mỗi năm toàn tỉnh khai thác khoảng trên 2.500 ha quế với sản lượng 20.000 tấn vỏ khô, 62.500 tấn cành lá và trên 87.500 mét khối gỗ quế. Sản lượng khai thác vỏ quế khô đạt từ 6 đến 8 tấn một ha. Tận thu cành lá sau khai thác đưa vào chưng cất tinh dầu quế từ 20 đến 25 tấn một ha. Sản lượng gỗ quế tận thu sản phẩm sau khai thác từ 30 đến 40 mét khối một hecta. Để phát huy tiềm năng thế mạnh, Ủy ban dân tỉnh đã xây dựng đề án phát triển cây quế giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu duy trì trên 57.000 hecta quế hiện có, trồng mới 19.500 hecta. Tập trung tại 5 huyện gồm Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên. Phấn đấu năm 2021 hình thành vùng quế ổn định 76.000 hecta. Song song với phát triển vùng nguyên liệu quế, các nhà máy chế biến vỏ quế, tinh dầu quế, chế biến gỗ quế cũng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm quế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trồng quế. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tổ chức tập huấn về kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, bệnh lý hô hấp. Tham dự lớp tập huấn, 60 cán bộ làm công tác y học cổ truyền được tiếp nhận chuyển giao công nghệ kỹ thuật và đào tạo với các chuyên đề kết hợp y học cổ truyền, y học hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, bệnh lý hô hấp và kỹ thuật phương pháp giác hơi và hỏa long cứu. Với các bài học lý thuyết kết hợp với kỹ năng thực hành đã bổ sung kiến thức chuyên môn cho các học viên tham gia buổi tập huấn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Hiện nay tai biến mạch máu não, tắc nghẽn bệnh phổi mãn tính là một trong những nguyên nhân gây tử vong, gây ảnh hưởng sức khỏe đối với bệnh nhân. Việc triển khai kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm nhanh chóng tìm ra cách xử trí đặc hiệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Tỉnh Yên Bái hiện có 1.340 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chính sách ưu đãi, trong đó có 756 người bị nhiễm trực tiếp và 589 con cháu người hoạt động kháng chiến chịu hậu quả của chất độc hóa học. Nhằm giúp đỡ các hội viên khó khăn, Hội nạn nhân chất độc da cam đã tham mưu cho các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ trợ cấp, tạo điều kiện cho 100% đối tượng được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định. Phối hợp với các trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên, mở các lớp đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hỗ trợ các gia đình vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế.
vận động các nguồn lực tài trợ làm nhà mới cho 32 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng, giúp các nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã tuyên truyền vận động và xử lý các trường hợp vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2021, vẫn còn 32 trường hợp tảo hôn. Mặc dù các cấp các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, song tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra chủ yếu ở lứa tuổi 15 đến 16 tuổi. Trước tình trạng này, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Đề cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong phòng chống tảo hôn, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai kịp thời các biện pháp, giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã hoàn thành cả 5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, 12 tuyến đường trục thôn xóm và đường liên thôn xóm được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%. 16 tuyến đường trục xã, trục thôn đã được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Các thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Dân rất phấn khởi rồi, bởi vì thực ra từ khi mình đi đường đất cho đến bây giờ đi đường bê tông là phải nó là khác rất nhiều rồi. Và cái phong trào đường xá là người ta mở rất là rộng. Không chỉ hoàn thành chất lượng các nhóm tiêu chí về hạ tầng, kinh tế xã hội, để cán đích nông thôn mới nâng cao, xã Minh Quán đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm chủ lực là cây quế với diện tích 500 hectare, trong đó có 225 hectare sản xuất theo hướng hữu cơ. Trên địa bàn có 3 hợp tác xã đã góp phần thúc đẩy sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và nhân dân. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 ước đạt 51,8 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2020 còn 1,44%. Cả các thành viên chúng tôi ở trong hợp tác xã là sẽ là cố gắng là làm như thế nào đấy để chăm sóc ong thật tốt và kiểm soát mọi cái về đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cũng cố gắng là làm như thế nào để sản phẩm của chúng tôi được đưa ra ngoài thị trường và tăng thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã. Trước tiên là tuyên truyền đối với nhân dân ấy, thì về 5 cái nhóm tiêu chí phải thực hiện tuyên truyền để nhân dân nắm được đầy đủ 5 cái nhóm tiêu chí này. Thế và ở trong xây dựng nông thôn mới nâng cao thì nó cũng rất khó khăn. Trong đó có một cái tiêu chí khó khăn là tiêu chí môi trường. Thế do vậy mà nhân dân được nắm bắt được tuyên truyền rất là chi tiết cụ thể. Do vậy mà từ đó mới vận động để thực hiện được. Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Minh Quán chính là sự tích cực vào cuộc của người dân. Đến nay, xã Minh Quán có 36 mô hình tổ nhân dân tự quản ở tất cả các lĩnh vực như môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19, văn hóa văn nghệ. Hoạt động hiệu quả, tất cả 10 thôn đều có mô hình tự quản trong nhân dân. Đặc biệt trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân cũng đã rất phấn khởi từ những các cái chủ trương mà yêu cầu người dân phải làm. Thì nay là nhu cầu người dân đã thực hiện tốt vì làm được nông thôn mới, rồi nông thôn mới kiểu mẫu là người dân được hưởng thụ. Đến nay, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhóm tiêu chí về an ninh trật tự xã hội của Minh Quán được giữ vững, người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, thời gian quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm, giải quyết trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn. Xác định phương châm đó là xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm dừng. Sau khi được tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì trong lộ trình tới thì đối với xã Minh Quán sẽ tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, và chúng tôi sẽ phấn đấu là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là vào năm 2022. Để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
vào năm 2022 thì chúng tôi sẽ tập trung vào nhóm tiêu chí, đó là tiêu chí nhóm tiêu chí sản xuất và hộ nghèo và nhóm tiêu chí về an ninh trật tự để thực hiện được các cái xây dựng được các cái nhóm tiêu chí đó. Thì đối với Đảng bộ xã Minh Quán sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đồng lòng chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó chúng tôi quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và quan tâm đến việc đó là coi vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hôm nay, diện mạo của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Minh Quán đã hiện hữu. Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà mới san sát, người dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất cùng với sự đồng hành sát cánh của cán bộ, đảng viên và doanh nghiệp. Từ một xã nghèo, đến nay đời sống vật chất tinh thần của người dân Minh Quán ngày càng được nâng cao. Đây là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh giáp danh, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo các trường học giáp danh tăng cường công tác phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm học 2021-2022, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên có 520 học sinh ở 15 lớp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên hàng ngày đo thân nhiệt, hướng dẫn sử dụng nước sát khuẩn tay và nhắc nhở học sinh cũng như phụ huynh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trường cháu giáp danh với tỉnh Phú Thọ, nên nhà trường đã tuyên truyền cho chúng cháu đi học phải đeo khẩu trang, khi đến trường thì đo thân nhiệt và sát khuẩn tay và tránh giao tiếp để giữ khoảng cách để phòng ngừa COVID ạ. Là trường giáp danh với xã Hiền Lương của tỉnh Phú Thọ, vì vậy công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được nhà trường đặt lên hàng đầu. Cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Hiện xã Minh Quân có 29 học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở 3 thôn Linh Đức, Đồng Danh và Tiên Phong đang học nhờ ở xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay khu vực này vẫn là vùng xanh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện cho các học sinh về học. Tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh cũng như là học sinh phải thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai là chúng tôi tuyên truyền cho học sinh là phải thực hiện nghiêm túc cái việc đeo khẩu trang khi đến trường. Các em đeo khẩu trang đầy đủ từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Thế và trong cái thời gian ở trường thì các em phải thực hiện nghiêm túc cái việc rửa tay sát khuẩn hàng ngày và đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần với các bạn, tránh tụ tập đông người ở trường. Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, giáp danh với xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch, cũng như sự chỉ đạo của cấp trên, từ đó xây dựng các phương án dạy và học sát với thực tiễn cụ thể của tình hình dịch bệnh. Hiện nhà trường có 24 học sinh thuộc xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đang theo học. Tất cả học sinh đều ở trọ tại địa phương để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Hàng ngày thì các thầy cô giáo sẽ đến sớm để đo thân nhiệt cho các em. Nhà trường cũng đã có các cái phương án để khi mà có những trường hợp mà nghi mắc COVID thì nhà trường cũng có đưa các em đến những cái phòng cách ly riêng biệt. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các trường học khu vực giáp danh với các địa phương của tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường chủ động đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường, thường xuyên chuẩn bị các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trường học, kiểm soát chặt chẽ khách đến nhà trường. Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo và các cơ sở giáo dục là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID và thực hiện nghiêm cái quy định 5K, yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đi từ các tỉnh, thành phố về địa phương, nhất là những cái vùng có dịch là phải khai báo y tế, xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế tập trung, theo dõi y tế tại nhà theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K, cài đặt và khai báo y tế trên ứng dụng VNEID, xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học thích ứng an toàn linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.